Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay, trước khi tham gia tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp, tất cả các du khách trải nghiệm đều được test nhanh COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính, du khách sẽ được nhận xe để chuẩn bị cho chuyến hành trình khám phá Hà Nội. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch đã đem đến sự yên tâm cho du khách trước khi trải nghiệm. Khi mà tham gia một cái chương trình như này, một chương trình mở open với thiên nhiên và đạp xe thì chúng tôi lại được đảm bảo đầy đủ các điều kiện khác để đảm bảo an toàn cho cá nhân và cộng đồng, được test COVID ngay ở tại điểm và cũng thực hiện đầy đủ các yếu tố hướng dẫn khác về mặt an toàn như là khử khuẩn rồi đeo khẩu trang rồi đảm bảo giãn cách rồi tất cả những cái biện pháp khác mà các cơ quan chức năng đã hướng dẫn để chúng ta đảm bảo được một cái hành trình thú vị và an toàn cho mình và mọi người. Sau khi nhận xe, du khách sẽ được hướng dẫn viên hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng xe đạp. Loại xe đạp được sử dụng là loại xe có trợ lực điện nên có thể hỗ trợ du khách dễ dàng di chuyển trong mọi địa hình. Tour xe đạp khám phá Hà Nội tinh hoa Tràng An diễn ra trong một ngày. Du khách sẽ được khám phá các con đường nổi tiếng của Hà Nội tại khu vực Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, len lỏi vào các con phố và tìm hiểu đời sống tại các phố nghề Hà Nội tại khu vực phố cổ, tham quan các di sản văn hóa, kiến trúc lịch sử của Hà Nội như cầu Long Biên, ô Quan Trưởng, cửa Bắc, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, nhà hát lớn. Mình thấy đây là một cái loại hình du lịch rất là mới và gần như là mọi người đều thường tham quan phố cổ bằng ô tô, xe máy hoặc là đi bộ. Nhưng mà đi xe đạp là một trải nghiệm rất là hay. Thứ nhất là nó nâng cao sức khỏe cho mình. Cái thứ hai là mình có thể từ từ mình cảm nhận được tất cả những cái phong cảnh, cảnh đẹp mà nó cũng không quá chậm và nó cũng không quá nhanh để mình có thể đi sâu lắng, đi vào được những cái ngóc ngách các phố cổ, những nơi mà sâu nhất của thành phố Hà Nội để mình trải nghiệm được những cái nền nét văn hóa cũ, cổ xưa và trải nghiệm lịch sử của Hà Nội. Nghe chương trình này là lần đầu tiên thì tôi trải nghiệm nhưng mà vô cùng thú vị bởi vì giữa một cái trời thu Hà Nội với cái không gian rồi thời tiết rất là đẹp nên là chúng tôi còn được quay về với những cái lịch sử, những chương trình lịch sử, những cái danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Chúng tôi cảm thấy thực sự là rất là cảm xúc. Tour xe đạp tinh hoa Tràng An là một sản phẩm trong series V-Green by Tour được câu lạc bộ du lịch bền vững V-Green Hội Lữ hành Hà Nội triển khai xây dựng từ cuối năm 2020 với mục đích tạo nên sản phẩm mang tính khác biệt mới lạ cho Hà Nội. Chúng tôi đã nghiên cứu rất là kỹ cái dòng sản phẩm này. Thực tế ra đây là một cái dòng sản phẩm du lịch tương đối là chất lượng cao và đòi hỏi tất cả các du khách khi mà tham gia đều là những cái dòng du khách mà hướng đến cái dòng tour chất lượng chứ không phải là cái dòng tour quá là bình dân, bởi vì là tất cả các du khách khi mà không chỉ là trải nghiệm các cái địa điểm tham quan du lịch của thủ đô mà chúng tôi còn tổ chức ra rất là nhiều cái dòng sản phẩm, mà trong cái bộ sản phẩm chúng tôi có đến 18 cái dòng sản phẩm khác nhau mà kết nối du lịch không chỉ là ở Hà Nội mà liên kết với tất cả các tỉnh thành miền Bắc. Chúng tôi có thể liên kết với Hà Giang, liên kết với Quảng Ninh, liên kết với Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa để chúng tôi có thể có những cái cung đường và những cái trải nghiệm hoàn toàn độc đáo và khác nhau. Tour xe đạp tinh hoa Tràng An là sản phẩm du lịch thích ứng với bối cảnh mới, giúp du khách vừa đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, vừa thỏa mãn được nhu cầu tham quan, du lịch, giải tỏa stress sau những ngày phòng dịch căng thẳng.